Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox My Farm Tycoon. Thì hiện tại bây giờ game này á, là mình sẽ xây dựng ra. Nói chung á, là mình làm những cái công việc khác nó quá được gọi, quá là stress, quá là căng thẳng đầu óc rồi. Thì bây giờ mình sẽ về quê mua miếng đất, rồi mình xây một cái nông trại, rồi mình trồng cây, nuôi thú cưng này nọ. Lộn, mình không phải nuôi thú cưng mà nuôi gia súc để mà thư giãn đầu óc. Ok, và trước khi bắt đầu mình chơi thì mình sẽ nhập code. Thì hiện tại giờ game này nó chỉ có một cái code thôi, đó là welcome to đó. Welcome to. Thì sau khi mình nhập xong là mình sẽ nhận được 1.000 tiền. 1.000 tiền nha mọi người. Thì sau khi nhập xong nó sẽ được 1.000 tiền. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu. Nó đây, nó tutorial mình, nó sẽ hướng dẫn mình. Hiện tại giờ mình đang có 10 cái hạt giống, hạt lúa, 10 hạt lúa. Cứ đi đúng 10 hạt lúa xong đi tưới nước này nọ. Đó. Hiện tại giờ mà mở được hai cái bên này thì nó cũng khá là mất khá là nhiều tiền, ví dụ như 1.500 một ô chẳng hạn. Đó, bên này cũng 1.500 một ô. Đó, vậy là mở được hai ô này là mở được hai ô này là mất hết 3.000 rồi. Ok, ở đây thì có thú, có cả gia súc ở bên này nữa nè. Đã, gia súc đây, nhưng mà để mà upgrade cái này lên đó, thì mình sẽ có một cái mới là 1.500 nữa. Chà, mắc nha. Mà thôi kệ, từ từ đi, từ từ mình cũng tại vì mục đích mình là thư giãn mà. Đi làm mấy công việc ở trên kia riết là não mình nó căng thẳng quá nên là bây giờ mình đi thư giãn. Ok, và bây giờ mình sẽ đi ở đây, tại vì ở đây nó có cái nhiệm vụ nè. Đó, mình phải vô đây, mình phải hoàn thành cái nhiệm vụ 10 cái carrot. Nani. Ok, 10 carrot và 10 con, 10 carrot, 10 con, 14 cái sữa bò, 4 cái len. Trời ơi, cái gì vậy trời, có vụ len nữa hả trời. Mình không biết là ở đây nó có luôn cái con cừu chứ. Có cừu không? Ồ, có ship nè, có cừu nè. Cừu 900 lận hả? Hớ, con trâu. Có trâu đó nè mọi người. Trâu, heo, bò, gà, nói chung đầy đủ hết. Rồi thì bây giờ nó nói mình là cà rốt nè, nó nói mình là trồng cà rốt mà. Trồng thì trồng 15 thì mình sẽ mất hết bao nhiêu tiền này coi. 225 tiền luôn hả? Ôi mắc thế. Ok thôi kệ, trồng luôn đi. Rồi nó nói mình là thêm cái gì nó quên rồi. Corn là bắp. Mình cần phải mua thêm những cái hạt giống bắp nữa. Hạt giống bắp là ui trời ơi mắc thế. Làm gì mà mắc thế, 300 mấy luôn. Trời ơi, mua xong cái muốn mạt nghiệp. Ủa cái nhà tôi nằm đâu quên mất tiêu rồi. Sao tôi bấm vô đây về cho lẹ. Ok, corn, kệ nó trồng corn trước luôn đi. Đấy, 15 cái, đáng lẽ mình nên mua 16 cái. Tự nhiên mua chia 15 cái chất quốc thì chứ. Rồi. Mình sẽ để dành để mà mình mua luôn sữa. Mình mua luôn con bò, với lại mình sẽ, nói chung là mình sẽ mua con bò với con trâu để mà mình hình như là lấy sữa nó hay sao đó. Và ở đây mình thấy là sữa bò nè. Đó, còn trâu thì làm gì thì mình chưa biết. Bò thì là chắc chắn là lấy sữa rồi. Bây giờ mình sẽ đi fill cái này lại. Đó, nói chung là ở trong này là hạt giống là nó trồng lên rất là nhanh. Cứ từ từ rồi nó, mình cũng sẽ có một cái nông trại hoàn chỉnh. Rồi, bây giờ mà để đủ được 1.500, đủ để mà đủ được 1.500 nó cũng hơi phê á. Bây giờ mình sẽ đem bán những cái sao nó không có cái nhiệm vụ nào mà nó cho mình lấy cái gì ta? Lấy cái lúa mì chứ giờ hạt lúa đi chứ. Thấy không? Hạt lúa mình có tới 20 cái lần mà giờ không xài được. Thế mới đau. Mà trong khi bên này nó cần 10 con thôi, mình rảnh quá mình trồng cái một nồi con luôn. Thôi ơi, bây giờ bà đợi nó full lên chắc cũng quê, cũng quải đó, thiệt tình. À, mình đang có 1.000 mà. Bây giờ mình sẽ đi mua cái gì ta? Mình sẽ đi mua cái mình sẽ đi mua con bò đi. Ừ, con bò đây nè mọi người. Đó, mình sẽ đi mua con bò. Đây là bé bò. Tại vì con bò là nó ăn lúa mì. Mà mình lúa mì mà mình có sẵn rồi nên là mình không có sợ. Mình sẽ hốt một bò. Bò giết rồi, bò rẻ dữ ta. Bò rẻ lắm luôn á. Nên thôi mình sẽ mua một bò với một trâu đi cho nó chắc ăn. Rồi quay về thôi. Mấy này chưa lớn nổi đâu. Ai lần đầu tiên ai dắt sữa bò. Con trâu thì làm gì không biết. Equip cái nè. Đấy, equip cái nè. Đấy, ok. Cho con bò, lộn, cho con trâu ăn một cái nè. Cho con bò ăn một cái nè. Con bò gì téo quá mọi người. À, lộn, con trâu chứ. Con bò này nhìn ra bò sữa đúng rồi. Con trâu này, trâu để làm gì đây. Vãi, trâu gì nhìn tục chết mồ. Trâu lùn xịt ra. Đúng là trâu con có khác ha. Trâu lùn quá. Ô, mấy hạt da, mấy cái cây của mình nó lớn lên nè. Rồi ôi, thu hoạch. Mọi người chỉ cần đi qua nó thôi là nó sẽ nó thu hoạch. Rồi, siêu nhanh. Rồi, trồng một cái tiếp theo đó là cà rốt. Hiện tại giờ cà rốt nó cũng đang có cái nhiệm vụ là mình phải trồng đó. Thì cà rốt mình nghĩ là nó sẽ lên nhanh hơn hạt bắp. Bắp thì nó lên lâu hơn. Ok. Đấy. Ủa. Rồi. Hú hồn cử nó không cho. Trời ơi mọi người thấy không. Nó lên trái siêu nhanh luôn. nó lên trái siêu nhanh luôn. Nhưng mà nó hình như là chưa thu hoạch được. Phải đợi nó lớn lên thêm một chút nữa. Con bò này nó coi làm gì đây. Sữa có nè. Ôi vậy bé bò làm gì bé bò ơi. Bé bò. À, lộn bé trâu chứ. Lộn trâu với bò hoài thiệt tình. Sao mà bò thì nó cho mình sữa rồi đó. Nhưng mà con trâu thì như nó chưa cho mình sữa. Thì tên. Thôi để nó đi. Bà Bì. Ta đi kia hỏi con trâu kênh gì. Bà Bì. Ok. Mà nó biết được nó chửi không ghê được. À, okay. Ở đây mình đã có được 540 tiền. Mình phải hoàn thành cái nhiệm vụ chứ mình không cần phải trade đâu. Mình trade thì nó sẽ hào lắm. Ví dụ như trade một cái này là nó có 49. Ui, tính ra bán cái này cũng còn cũng lời nha. Ừ ha. Ôi, mình nghĩ chắc làm nhiệm vụ nó lời hơn chứ sao bán cái kia như lời được. Bây giờ mình cần phải đi về. Mình cần thu hoạch tiếp cái cà rốt. Tomato. Ok, đi mua hạt giống luôn cũng được. Nó kêu mình cần trồng 20 cái tomato. Tomato đâu rồi? Tomato, đây. Quả cà chua 16 cái luôn cho nó full một stack. Rồi xong, đi về. À khoan, để coi nó còn kêu mình làm gì thêm gì nữa ta. Cà rốt có rồi. Ok, không có gì phải sắn hết. Bây giờ đi về. Ấy, về là nó cà rốt nó lòi lên liền thấy không? Đấy, đúng rồi, siêu nhanh luôn. Rồi, trong tiếp bây giờ nó kêu mình là lấy tomato. Bây giờ tomato là mình trồng full được luôn nè. Tại vì mình mua cái 16 hạt lần. À, 16 hạt giống, ừ đúng rồi. Đấy, ok, đi lưới cây thôi. Cái này là hình như là nó không cho mình nâng cấp cái vòi, cái bình nước này nè, nó không cho mình cấp nâng cấp cái đó. Ủa bò sao không có sữa vậy bò? À, lộn, trâu sao không có sữa vậy trâu? Lộn, hai con này hoài luôn á. Quên, ở đây là nó có cái nhà của mình nè. Đây là cái nhà của mình nha. Đừng có tưởng là nơi mà cho mấy con gia súc nó ở, không có đâu. Không có đâu, nơi này không phải là nơi cho mấy gia súc nó ở đâu, là nhà mình đó. Đẹp không? Siêu đẹp luôn. Ok. Bây giờ mà để dành được 1.500 là tôi mở được mấy cái này liền luôn. Mà là giờ là chưa có đủ để mà mở được nữa. Mà đại diện trâu của mình nó còn không thèm mà cho ra cái vật phẩm. Ô, con trâu nó đói nữa rồi nè. Thấy vậy. Đói nhanh thế. Trời, con trong khi con này nó ra sữa liên tục. Trâu không có ra được một cái miếng nào. Miếng nào cho nó ra hồn hết thiệt tình. Nuôi trâu thấy phế quá đi. Ok, mình đã hoàn thành được một cái nhiệm vụ nữa, đó là cà rốt và tomato. Bây giờ mình sẽ đem ra đây mình đổi với mấy tụi này thôi. cà rốt với tomato đây, cà chua. Thế là thêm được một mớ tiền nữa, thêm vào một mớ cà rốt nữa. Đấy. Để coi nó cho mình 20 kg. À mình bây giờ mình mới nó mới cần 20 kg quýt nè, quá đáng đi chứ. Ice, 20 kg quýt, 40 cái cone. 20 quýt 40 cone, 20 quýt 40 cone. Ơi, lộn rồi, mình đang cần đi qua bên kia mà. Đang cần đi vô shop mà. Thiệt tình, đi bấm lộn nút quay về luôn. Rồi. À, hồi nãy là nó kêu mình là làm cái gì đây các? À, with và con đây. 15 luôn đi, tại vì cái này nó nhanh lắm. Con cũng 15 luôn. Rồi, đem về, quay về bán, lộn quay về trồng thôi. Con quýt mình sẽ trồng quýt trước, tại vì quýt nó lên rất là nhanh. Nó lên nhanh lắm, nhanh cực kỳ luôn. Ủa? Cái cuối cùng nó lắc kìa mọi người. Cái gì vậy trời? Trồng mà tới cái cuối cùng mà nó còn lắc nữa thôi chứ còn nói gì được nữa. Trời ơi quá đáng. Trời ơi nó lắc kìa. Mình mua 16 cái hay mình mua 15 cái ta, khó hiểu quá. Mình quên mất là mình mua bao nhiêu cá luôn rồi. Nên thôi mặc kệ đi. Ô oh, nó có sữa gì nè. Để coi thử coi mình mới vừa thấy mình đang có cái gì. Giờ bát Buffalo Milk vãi sữa trâu mọi người ơi. Trâu này nó cho mình sữa. Vãi nồi, sau một hồi cuối cùng chăm nuôi nó mệt mỏi thì cuối cùng mình cũng đã có được sữa trâu rồi. À trời ơi là trời, ông nội ăn thịt bét, ăn thịt trâu nữa chứ trâu có gì đâu. Rồi trâu có sữa. Oh man. Đó giờ tôi mới thấy sữa bò thôi chứ hình như sữa trâu cũng có, mà thấy trâu còn lấy thịt không. Đấy. Ủa? À full rồi hả? Vậy là hóa ra mình mua mọi thứ có 15 mà. Vậy là đúng rồi, mình nhớ rồi. Mua mọi thứ có 15 mà, không phải 16. Nhớ lộn. Rồi. Nói chung là 15 hay 16 gì cũng được. Nói chung là có sữa là được rồi. Trâu mà nó ra sữa là được rồi. về quê chăn nuôi trồng trọt mục đích chỉ có thế thôi. Đấy, và mình cũng đã có được hoàn thành được một cái nhiệm vụ, đó là get 4 cow meal. Get 4 cow meal rồi, bây giờ mình thiếu một con gì coi. Con cừu để lấy sợi lông. Mà giờ cứ đi trả trước hay là đợi coi, mình nghĩ là đợi đi chứ bây giờ 4 cái con này mình nghĩ nó chắc nó cũng sẽ lên nhanh thôi. Rồi. Mình cũng đã đủ được cái nhiệm vụ này rồi, bây giờ mình sẽ đi thôi. Kệ, nói chung là đủ là được rồi. Đấy, bây giờ mình đã full được 3 cái nhiệm vụ. Ôi, trả được cái nhiệm vụ khôn này không là mình cũng đã được một mớ tiền để mà mình nâng cấp được rồi. Đấy, chính xác. Quýt trả luôn nè. Ok, quýt nó hơi ít tiền tí nhưng mà trời ơi, 2.700 lần nè mọi người. Cow meal là quy mất công nhất mà tại sao lại rất ít tiền dữ vậy ta. Cái bà này là chuyên gia đi lấy sữa nè. Đó. Để coi giờ bà lấy. Hả? Bà đòi cái 8 quả trứng luôn hả? Điện đâu mà ra cái 8 quả trứng trời. Ở lông cụ bển nó kìa trời ơi, cái gì mà kinh khủng vậy trời. À, nó kêu mình là lấy cái gì nè, 5 cái quiz rồi con 50 con. 50 con chứ con thì mà đọc lộn thành con. À, bây giờ mình sẽ mua cái 32 cái, tại vì mình sẽ trồng 2 sắc này lận. Kệ nó chơi luôn. Giờ tiền nó lên rồi thì mình cần gì phải xoắn nha. À, cái này mình sẽ mua 10, 5, 16 chứ. Đấy rồi, ok, quay về thôi. Ồ, hạt bắp. Hồi nãy là hạt bắp nó còn dư ở đây nên là bây giờ mình sẽ trồng tiếp. À, mình sẽ mở tiếp cái bên này. Ok, mở luôn. Đấy. Phải vậy. Ui chết rồi. Bây giờ mình cần trồng cái gì? À, côn chứ đúng không? Ừ đúng rồi. Đó. Vậy là nói chung là mình có được sữa bò, lộn, sữa trâu. Sữa trâu uống ngon không mọi người? Ai uống sữa trâu rồi thì comment ở phía dưới nha. Đó giờ cũng không biết sữa trâu đó có vị như thế nào, uống bằng sữa bò không? Giờ sữa trâu không biết cái gì luôn. Mình nghĩ là chắc chắn sẽ có người uống sữa trâu rồi. Mình thì mình chưa uống nên là mình không có biết. Đấy, trồng xong cái này đó là mình sẽ đi nghỉ ngơi. Mệt rồi. Đấy. Trâu nó cho ra sữa tiếp nữa kìa mọi người. Trâu nó cho ra sữa tiếp nữa kìa. Đấy. Rồi thì ok, thì mình sẽ dừng video này cả đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này á, đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video nhé. Bye bye mọi người.